Hello anh em. Hôm nay mình có 5 viên đá nha. Cái đá này là cái grid của nó là một bên một mặt là 180, một mặt là 320. Cục đá này là đá tiêu chuẩn để mài dao. Nó của Nhật nha. Đây. Anh em lưu ý cái mã vạch. Cái mã vạch là để em quay bằng một tay để em lấy ra. Anh em lưu ý cái mã vạch là mã 49 nha. 49 là mã của Nhật, nội địa Nhật ha. Thì có 5 cục thôi nha. Bán 250.000 một cục. Thì anh em nào mua thì nhanh tay. Đây. 180, 320 in trên cục đá luôn ha. 180, 320 Max by Japan. Có nghĩa là cái sản phẩm này nó dành, nó sản xuất cho thị trường Nhật, chỉ nội địa Nhật ha. Đây có 2, 4, 5 cục. Thì một cục như vậy là 250.000. Khách lạ thì chuyển khoản cộng phí ship, khách quen thì mới COD nha. Rồi, chỉ có nhiêu đó thôi.